tí nhá, xong rồi tôi sẽ kể chuyện của những cái ngày tân hôn của tôi cả mẹ Long cho các bà nghe. Vô cùng là nhiều chuyện. Muốn xem nhà, mọi người muốn xem nhà đây nhá, quay nhà một vòng này. Đây đồ đạc nó hơi bừa bộn một chút nhẹ nhá. Đây là bếp nè, bếp nè, căn bếp mà mình ưa thích nè. Với cả cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh. Đây là phòng khách nha mọi người. Phòng khách nè. Đây là tivi nè. Chỗ cái góc này là cái góc mà mình thích nhất, tại vì kiểu ngồi xem tivi với cả ở đây có cái view panorama ấy. Đấy. Cho nên là bọn mình thích ngồi. Mình thì mình thích ngồi cái góc kia. Ngớ ngẩn à? Close the mask. Thôi, nói tiếng Anh kém vậy chứ. Open the mask. Áo trắng trơn anh Long có bán không? Có em ạ. Hết rồi. Đây, nhìn nhá, chân bé tẹo luôn. Chồng của tôi các bà, chân bé tí thì tí. Nhà mới đẹp quá. Ừ, đây cũng là cái căn nhà mà chị mơ ước từ ngày xưa đến giờ, là chị rất thích có một cái căn nhà mà cái view trên cao với cả view nhiều kính như này. Với cả chị thích design theo cái phong cách mà nó đơn giản thôi. Đó, cái nhà cũ thì anh Long anh ấy thích làm theo cái kiểu mà ông Long là một người khá là đồng bóng nha mọi người. Ông Long là một người khá là đồng bóng. Cho nên là khi mà ông ấy thiết kế cái nhà ấy, ông ấy làm theo cái kiểu mà kiểu phong cách nó cứ kiểu hơi ô dề ấy. 120.000 10 đô. Khiếp, nhìn cái dáng trông buồn cười. Đúng rồi, giờ live bạn ơi. Chờ một tí là kể chuyện tân hôn của ông Long cho mà nghe. Tắt đấy nhá. Rất nhiều chuyện từ cái hôm cưới. Mạng quá kém. Tông lạnh yêu vãi trưởng. Ừ, lúc nào chị cũng thích tông. Sao bên này máy của chồng tối thế hả chồng? Ừ. Chồng bật sáng màn hình lên. Ui giời ơi. Làm quả tai như anh Long hết bao nhiêu này? Đừng nói địa chỉ các thứ. Tông lạnh yêu mà. tông lạnh yêu mà em. Chí Toàn ơi, thôi em ơi, em để cho anh kiếm ăn chút. Nhà tông lạnh thì lúc nào nhìn nó cũng sang trọng với cả nhìn. Anh về nhà mới rồi. Ở đây có chị, có ai ông phun sơn không nhỉ? Lên sơn cho tôi cả tường này cái. Anh em lên giao lưu phát nhỉ? Cái máy này bên trong cũng bị đỏ đỏ. Mọi người chờ tí đây. Mình đang muốn sơn cái bức tường này. Đấy, mỗi cái bức tường thôi. Đây. Mình muốn sơn cái bức tường này là thành một cái màu ghi ấy, để cho bật tâm cái chỗ nhà lên. Nó là một điểm cái điểm nhấn. Chỗ này chắc chỉ có mấy mét thôi. Bọn mình muốn sơn cái tường này này. Đấy. Bây thành một cái màu tối hẳn để cho nó thành một cái điểm nhấn của đấy, cái khu phòng khách. Để trang trí theo kiểu tức là nó có một cái điểm tường nhấn ở phòng khách cho nó ngăn cái không gian ra một tí. Đấy. Đó, đây là phòng khách của bọn mình nha. Phòng khách này là thiết kế theo ý của Vân nha. Vì thời gian này bọn mình quá nhiều việc, nhưng mà tôi thật nhiều việc, tại vì sao mà tôi không phải là mình không muốn like để mình ngồi kể chuyện các bạn giải trí đâu. Mà thực sự là vì chồng mình quá lười, chứ không phải là do mình. Tại vì mình đang làm quá nhiều việc mà chồng mình đã nghĩ ra phải làm, nhưng mà chồng mình để cho mình làm hết. Cho nên là đấy, mọi người nhìn đằng sau mà xem. Lúc nào về nhà cũng thế. 9 rưỡi 10 giờ đã muốn tắt đèn đi ngủ rồi. Tôi nói thật với mọi người là như vậy. Một người trẻ như Long nhá, Long mới có 32 tuổi thôi, mà Long như cụ già. Thú vui của Long buồn cười lắm các bạn. Về đến nhà xong một phát là đòi lôi flycam ra bay. Bay flycam xong một lúc bay không được. Còn em ơi, còn đan nhá. Cắm luôn xuống cái vườn hoa nhà người ta. Tối ngày hôm qua vừa mới đi xuống tầng 7 để xin người ta mở cửa ra để lấy con flycam ra. Như một cụ già, 9 rưỡi 10 giờ về. Là tắt đèn đi, say là say, xưa là xưa. Là bắt tôi đi ngủ. 32 tuổi, 9 rưỡi 10 giờ là bắt phải đi ngủ rồi. Mà tôi nói thật với các bạn nhá, tôi chưa thấy một người chú rể nào lười như là Long Sen nhá các bạn. Các bạn phải hiểu là ví dụ như là các bạn mà đi lấy vợ, lấy chồng đúng không? Ví dụ mà ăn cỗ ấy, thì là chú rể phải là đi mời các mâm đúng không mọi người? Mọi người đi đi đi
cầm cốc rượu, phải đi mời mọi người này, mời các cô, các bác, các bậc bề trên này, sau đấy là mời anh chị em trong gia đình này. Đáng lẽ là phải cầm cốc rượu đi mời. Ôi, ông Long ông bảo chứ, cháu không uống rượu. Thôi, cháu không uống đâu. Mà trong khi đấy nhá, bình thường là chú rể phải đi mời mọi người đúng không? Ông Long là ông ấy để cho mọi người đi ra tận bàn ông ấy mời. Ôi, buồn cười lắm luôn đấy mọi người ạ. À. Xong nhá, tôi thề luôn. Anh Long xuống uống cà phê đi, chồng ơi. Ai ở tòa nhà bảo chồng là xuống uống cà phê đi này. Vợ không biết. Em là bên thiết kế sân khấu hay là gì? Đấy, xong tôi kể cho mọi người một câu chuyện này. Thế là nhá, cái hôm mọi người biết là cái lúc mà bọn tôi đón dâu về là sẽ phải có một cái thủ tục là cô dâu chú rể gì phải đi cầm ấm trà đi để mời khách không? Mọi người biết là cái thủ tục mà khi mà cô dâu chú rể ra mắt lấy cốc coca đi chúc giả vợ, ừ, thì mình cũng có bảo anh Long là kể cả là chồng có thể cầm cái cốc coca đi, chồng giả vờ đấy là rượu thuốc hay rượu ngâm cũng được. Đấy, nhưng mà chồng cứ giả vờ chồng đi mời các mâm đi. Mọi người phải hiểu là bố ấy lười đến mức độ bố không đứng lên bố mời. Xong nhá, đến lúc mà cái lúc mà bọn mình đi về mà ra mắt họ hàng hai bên ý, thì người lớn bảo là thế cô dâu chú rể cầm ấm trà đi pha trà, đi rót trà, đi mời các người mọi người đi và người lớn đi. Ông ấy để cho một mình tôi đi mời, mà trong khi đấy là tôi đi giày cao gót. Hôm đấy là tôi đi giày cao gót mà tôi còn rách hết cả cái đằng sau của chân rồi. Chốt hết cả chân đằng sau ra. Thế là vừa thấy chú rể đứng bên cạnh mình, một lúc sau thấy ông chú rể ông ấy lẩn đi đâu ấy. Ôi dồi, mọi người có biết không? Ông ấy toàn trốn đi vào phòng điều hòa để ông ấy ngồi. Ông ấy tán gẫu với cả ông tán phét với cả bạn ông ấy. Còn ông ấy để mặc kệ vợ ở ngoài đi mời trà. Ủa, lúc đấy tôi điên lắm ấy. Tôi cứ đi tìm xung quanh xem mà chú rể đâu ấy. Bố ấy đi vào luôn trong cái phòng điều hòa bố ngồi, mà hôm đấy nó nóng. Hôm ấy nó nóng mà chảy hết cả nền, tức là phấn nền nó còn chảy hết cả ra. Mà bố ấy đi vào, bố ấy chui thẳng một phát vào trong phòng điều hòa, bố ngồi vắt chân như này. Bố ngồi vắt chân như này. Có ai muốn tất à? Mình đi kiếm trà, mình đi kiếm là bố đang ngồi vắt chân như này, bố đi tán với cả bạn các bạn bố ấy. Bố không đi mời trà luôn. Xong chị. Thôi ông này thì không được, họ hàng người ta đánh giá. Ông lười ấy mọi người. Đánh giá gì đâu bạn, mình thì không phải là mình không mời, mình có mời nhưng mà mình mời theo cái tốc độ là mình mời, mình di chuyển nhanh ấy, chứ không phải là mình không mời. Mình có mời. Thôi ông ơi. Xong rồi ông này ông toàn bảo chứ, tôi bị lỏng gối tôi không đi được. Toàn lôi cái lý do lỏng gối ra để nói. Bạn có thấy buồn không khi anh bỏ bạn một mình như vậy? Không biết uống bia rượu đâu mà tôi ra tôi xích cổ ông ấy ra. Mỗi ông mua bà một chén thì tôi ngáo luôn. Chứ buồn để làm gì. Thật sự luôn đấy, cuộc sống này có nhiều cái để đáng buồn hơn những cái như thế. Tôi ra tôi xách cổ ông ấy ra, tôi đi ông ấy đi mời trà chứ gì phải buồn. Khoe nhẫn cưới á. Đây. Nhẫn cưới anh cất đi rồi. Xong còn có một câu chuyện như này nữa. Ông Long cái tốc độ học vẹt của ông ấy rất là nhanh. Cái tốc độ học vẹt của ông ấy rất là nhanh nha mọi người. Ma chơi cưới trách chuẩn luôn em. Đúng rồi, ma chơi cưới trách mà. Thế xong rồi là ông Long ấy. Ông Long ấy, cái tốc độ học vẹt của ông rất là nhanh. Bình thường là khi trước khi mà bọn mình tổ chức tiệc cưới là mình cũng đã ngồi mình tìm hiểu nhiều thứ và nhiều cái thì mình tất bảo chuyển về hết. Mình bảo là chồng ơi, vợ rất thích kiếm một nơi mà người ta quay phóng sự cưới cho nó thật đẹp. Tại vì cái giây phút đấy nó rất là ý nghĩa. Ông hỏi mình một câu chứ, phóng sự cưới là cái gì? Thế xong mình bảo là phóng sự cưới nó như kiểu là dạng như kiểu quay phóng sự của cái ngày cưới đấy. Và mọi thứ nó chỉ xảy ra có đúng một lần. Cái khoảnh khắc đấy chỉ có một lần duy nhất. Nó không thể lặp lại được. Ví dụ như ảnh cưới thì mình có thể đi chụp lại được. Còn cái phóng sự cưới ngày hôm đấy thì mình không thể diễn lại được để mình quay được. Cho nên là cái phóng sự cưới nó rất là quan trọng. Thế ông ấy bảo chứ, ui giời, quan trọng mẹ gì. Mà xong mình thì mình cứ dục ông ấy bảo là chồng ơi còn có hơn một tháng nữa đến ngày cưới rồi, chồng lo đi. Thế sao ông bảo chứ, còn tận một tháng nữa mà mày cứ cuống lên. Thế xong mọi người biết như nào không? Đấy là khi mà ông ấy nói chuyện mình như thế nhá. Còn đến lúc mà ông ấy về ông nói chuyện với cả bố mẹ ông ấy. Ôi dồi ôi, bố mẹ phải nhanh lên, còn có một tháng nữa thôi. Ôi mẹ cứ như là tất cả mọi chuyện nó rất là đơn giản nhỉ. Một tháng nó không kịp đâu. Sao ông bảo chứ, con là con múc một đội phóng sự cưới rất là ok rồi, phóng sự cưới rất là đẹp rồi. Mẹ biết không, tại vì cái khoảnh khắc đấy là một đời người chỉ quay lại được. Cái đấy không thể quay, không thể làm lại được. Cho nên là con đặt hết rồi, con đặt hết tất cả mọi nơi và làm phóng sự cưới. Mà trong cái đấy ông ấy nói chuyện mình có bảo chứ, phóng sự cưới là gì? Còn tận một tháng nữa mà sao mày cứ cuống lên thế?
Chị áo trắng xinh quá kìa rồi. Em đặt tất nó ghi không chuyển về địa chỉ bạn được nên không mua được kìa. Sao thế nhỉ? Ô tất của chồng bán hết rồi còn đâu? Thì giới hạn 100 đơn hôm nay bán được 60 mấy đơn rồi. Cho nên là cứ thật, có mình tất. Là mình không thích nói tốt về nhau xong mình không thích cái kiểu mà nói thẳng ra là mình không thích cái kiểu mà lên Facebook ấy. Úi dồi ôi anh hôm nay thật là tuyệt vời, hôm nay chồng yêu đi về mua cho em cái này. Tất nhiên là mình có thể mua cái này, mình có thể mua cái kia. Hoặc trong công việc hay là trong cái chuyện nào đấy mình có thể giúp đỡ nhau và mình tình cảm đúng không? Nhưng mà tôi không thích lên mạng là úi dồi ôi chồng yêu hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, chồng đã mua cho em, một người đàn ông biết nghĩ với cả thế này thế lọ. Nói thật tôi không thích điều đấy. Tôi cứ cái xấu của tôi mà bê lên mạng thế thôi. Còn cái tốt của tôi là chỉ có những người xung quanh biết và những anh em bạn bè sâu sắc biết, thân thì biết thôi. Chứ bây giờ hơi tí ui dồi, hôm nay vợ nấu ăn ngon quá, thật không ngờ mình thật hạnh phúc khi lấy được một người như thế này, hoặc là em thật hạnh phúc khi lấy được một anh như thế này, anh vui tính, anh quan tâm, anh chia sẻ. Ui dồi, dồi. Không bao giờ viết mà viết về tôi mà bảo nói tốt hay là livestream kể tốt các thứ, tôi không thích. Tôi không thích. Đấy là trên mạng thôi nhá. Nói tốt. Đấy là trên mạng thôi nhá. Ông Long là ông ấy không cho tôi nói tốt về ông ấy trên mạng thôi. Còn ở ngoài đời ý, ông là một người rất là tự luyến. Mọi người phải hiểu là như vậy. Tức là tự luyến là lúc nào cũng kiểu, đây tôi kể cho mọi người cái ví dụ của một cái tự luyến. Nếu như mà mọi người không hiểu cái câu tự luyến là gì nhá. Bố là như thế này này. Đi trên đường hát thì rất là chán, nhưng mà lúc nào cũng, sao mày cứ phải ghen tị với giọng hát của tao thế nhở? Hello. Mày nghe tao hát giống như ca sĩ mà mày cứ phải ghen tị với giọng hát của tao. Ơ cái con này buồn cười. Hết tắt rồi, mai mùa nhá. Ờ đấy, ông là như vậy đấy mọi người. Triệu Vân, chuẩn luôn. Triệu, thôi anh đừng có mà đặt tên cho em nữa đi. Tức là lên đặt tên con, triệu tên cả ai à? Tức là lên trên mạng ấy, ông ấy rất là kiểu, ông ấy không cho tôi nói tốt về ông ấy. Thì ừ thì thôi tôi cũng quen với kiểu tôi không nói tốt về ông ấy rồi. Nhưng mà kiểu ví dụ mà hai vợ chồng mà đi với nhau ấy, ơ cái con này, sao tao hát mày cũng không, mày cũng cấm tao nhở? Mày bị ghen tị với giọng hát của tao à? Tao mà cất giọng lên ý thì khác gì cái gì nhở? Anh nói cái gì nhở? Tao mà cất giọng lên thì mọi người nghe như giọng ca vàng oanh. Đấy. Xong rồi nhá, mọi người phải biết là nhá. Ờ cái gì? Bố bảo là bố đi. À ông Long này có một cái tật của ông ý nhá. Tôi thật, ông Long có một cái tật là cả thèm chóng chán. Bố làm bất kỳ một cái gì bố cũng chỉ được vài ngày thôi. Tức là cái gì bố cũng rất là muốn đầu tư bài bản nhá. Tôi võ đồng ngày. Tôi thề mọi người đây, có bóng đèn tôi mà nói sai được câu. Tôi chưa bao giờ tôi kể một cái gì mà tôi hư cấu và tôi kể một cái gì sai. Tôi kể có mặt ông ấy luôn nhá. Mọi người có biết là cái đợt mà ông ấy hay đăng lên là ông ấy đi bơi với cả ông ấy bơi gì như gì không? Kính ngư không? Ông bảo tôi là gì? Mày không hiểu được cái ý nghĩa của tao đi học bơi đâu. Tao học bơi không những chỉ là vì là sức khỏe của tao, mà tao đi học bơi để tao còn cứu người. Mày xem video clip anh bộ đội đi cứu người chưa? Tao ấy là tao đi học bơi để tao cứu người. Nhỡ nhàng mà trên đường đi mà tao là tao sẽ nhảy xuống để tao cứu người. Và ông ấy bảo là ông ấy làm Michael Phelps. Ông bảo là ông là Michael Phelps. Nhưng sau đó mọi người biết như nào không? Bố bảo tôi là chồng quyết định là chồng đi tập bơi rồi, bơi để cho sức khỏe nó tốt lên. Cho nên là tao phải đầu tư bài bản. Bố dắt nào là buổi tối hai vợ chồng phải đi lên Vincom. Đi lên Vincom. Sau đấy là bố ấy bảo là phải mua một cái kính bơi thật đẹp. Và quần bơi là phải đặt quần bơi. Đây, có đừng chồng nói, mình đừng đây. Nói nhiều, đừng nói thương hiệu. Quần bơi là phải đặt ở nước ngoài, quần phải quần không đụng hàng. Tôi đặt cho bố 10 cái quần bơi. 10 cái quần bơi, không được đụng hàng ai, đi ra bể là không được đụng hàng ai nha. Quần bơi và túi là phải là túi của hãng. Thế là bố xách, mọi người biết bố đi ra, bố đầu tư một phát một cái thẻ bơi 3 tháng. Bố bơi được đúng một tuần. Hơn tuần. Rồi 8-9 ngày. Rồi 8-9 ngày. Ok, em ăn điêu của anh 2 ngày. Bố bơi được đúng 8-9 ngày xong bố nghỉ luôn. Nước có nhiều clo. Thôi đừng có nói là nước nhiều clo đi. Nghỉ luôn mọi người ạ. Đấy, anh đi bơi cứu người. Tôi mà nói sai nửa câu nhá, chết hỏng mồm luôn. À còn lại còn đi tập võ. Bước ra ngoài đường lúc nào cũng kêu là tao là con nhà võ, với tao là luyện từ lò võ. Và đám cưới là phải 13 mâm của anh em đồng môn. Nói cái kiểu là anh em của tao là anh em đồng môn, anh em trong lò võ.
mọi người biết tôi đây, tôi có hình minh họa cho mọi người luôn nhá. Cái đấy anh để đâu? Cái bộ vợ tặng đấy. Đây, tôi nói có sai đây, mọi người nhìn đã bóc tem đâu. Khổ lắm. Tôi nói thật nhá, tôi được rất không? Là ủng hộ. Anh em boxing nhìn quả tôi găng này đúng không? Anh em boxing nhìn quả găng này thì nó chấm hết luôn đúng không? Cái vấn đề là găng chưa bóc tem. Ờ đấy, nhưng mà đang ở găng này đấy. Nhưng mọi người biết là cái tuổi thọ của cái găng này bao nhiêu rồi không? Nửa năm rồi, nửa năm. Đó, 13, 4 tháng thôi. Chồng ơi, nửa năm rồi, vợ mua cho chồng từ cuối năm ngoái. Đây. Ôi, mọi người ơi, còn đang mới tinh nhá. Chưa đi một lần, giày anh chưa xỏ một lần, găng anh chưa đấm một lần. Đấy, đầu tư rất là bài bản. Anh em trong lò võ của tao, chẳng qua là tao chấn thương. Còn tao mà không chấn thương, tao là linh hồn của phòng tập. Ông bảo tao là linh hồn của phòng tập. Mọi người nhá, đầu tư phải đầu tư, lúc nào cũng phải là đầu tư bài bản. Đôi găng này bao nhiêu? Không bớt, không bán đâu em ơi. Anh để anh chuẩn bị anh trở lại. Bạn ơi, mười mấy củ chứ không phải là rẻ tiền. Nhưng sau đấy các bạn biết không, lên tập được một buổi gửi cho mình một vừa cái ảnh kia, vừa đi hôm kia. Đúng, vừa đi hôm kia nhá mọi người. Vừa đi tập hôm kia, chụp cho mình một chiếc selfie gửi cho vợ. Ô, chán đầy mồ hôi, nhưng tôi không biết là mồ hôi thật hay mồ hôi giả. Tại vì tóc ông ấy không hề ướt. Tin nhắn xem ảnh đây. Tôi cho xem tin nhắn của ông ấy. À nhưng đây, nhưng mà tin nhắn là vợ ấy rồi. Ở trong máy này, chụp cho tôi một cái ảnh nào là gửi mồ hôi mồ kê nhĩ nhại, kiểu ý là khoe là hôm nay anh đi tập rất là mồ hôi, rất là mệt mỏi đấy. Nghỉ luôn, ngày hôm sau nghỉ luôn. Tôi mà nó xanh nữa tôi chết luôn. Không phải nghỉ, người ta đi có việc bà. Thôi chồng sáng à. Người ta đi công đi việc. Thôi tốt nên là chồng chả đi tập được. Nghỉ luôn, chồng mình là nghỉ luôn. Dây chẳng anh tập được hết rồi, nhưng mà anh không yếu, nhưng mà yếu thôi. Lúc nào cũng yếu. Ui, ôi, Thành nói phép. Đọc comment đây mà. Công ty còn hoạt động không nhá? Các bạn ơi. Công ty đi du lịch à? Thôi mình thế các bạn nhá. Mình cái câu chuyện này mình kể cũng rất là nhiều lần rồi. Và đây là lần thứ N mình kể lại cái câu chuyện. TikTok này cả. TikTok vợ mới kể chưa cho mọi người rồi. TikTok mới là chưa kể. À, TikTok mới chưa kể thì mình kể cho các bạn nghe nhá. Tức là cái ngày Halumobi. Mình kể cho các bạn nghe. Cái ngày mà anh Long anh ấy mới quen mình ấy. Ông anh là một người làm việc rất là quy củ nha. Sáng nào cũng 7 giờ nhắn tin. Em dậy chưa? Dậy ăn sáng đi. Uầy. Nhưng mà mọi người biết, tại vì cái phương thức bán hàng của ông Long này rất là vớ vẩn. Cái ngày mà mình quen anh Long ấy, là hồi đấy mình quen anh Long vì thực sự là mình có nhu cầu mình mua quần áo cho các em ở quê của mình. Tại vì là đợt đấy là kiểu các em ở quê cũng đông ấy. Thế là mẹ mình bảo là con tìm cho mẹ một ít quần áo để mẹ mua cho các em. Phá sản là do mình không chịu lai. Phá sản nhiều. Là vì bố ấy chơi nhiều mọi người. Như này nhiều. Anh em mình làm đàn tàu nhiều đấy. Thế xong, tôi kể cho mọi người nghe nhá. Cái thời đấy, cái phương thức kinh doanh của ông Long này rất là sai. Tại vì tôi là một người làm kinh doanh mà tôi nhìn cái kiểu kinh doanh của ông Long này là tôi chê từ đầu đến cuối luôn. Ví dụ cho mọi người nhá, thứ hai, bố ấy bán hàng. Tôi vào tôi chốt like, hồi đấy tôi chỉ là một khách hàng của anh Long thôi. Tôi vào tôi mua đồ đúng không? Đồ của bố ấy hôm thứ hai. Cái áo này anh em quất đi, áo mới 199.000. Ngày thứ ba sale còn 150. Vừa hôm trước tôi chốt đơn 199.000, thứ ba vào còn 150. Mà trong khi đấy nhá, một lần tôi mua cho tất cả các em ở quê của tôi, tức là tôi chốt đơn không hề ít. Tôi chốt phải đến hàng 1-2-3 triệu tiền đồ. Chuẩn luôn đi của giá bà ơi, bà xin. Mà ơi. Ship nội thành nha mọi người. Không free ship. Hề free ship. Thôi chồng ơi. Thôi chồng ơi. Mua nhiều chứ chả free ship, thằng chị nó quên nó không điền. Thôi chồng ơi, với cả nhá, đáng lẽ ra cái hồi đấy người ta đang cưa thì ít ra phải bảo là anh đang thích bạn này hoặc là anh đang thích cô này, ví dụ như bán cho nó là phải giảm giá đi hoặc là free ship. Cưa anh ý, thu đủ anh, luôn. Anh là cái kiểu làm việc của anh em cưa gái nhá, mà mua hàng nhá, thu đủ luôn, không có bớt bủng gì hết, thu đủ luôn.
cộng cả ship luôn cho nhờn luôn, hiểu luôn. Ôi, thu ship còn đắt cơ mọi người ạ. Như người khác nhá, đồng giá ship 30, tôi ship 50. Mà rõ ràng là tôi đến tận cái ngày mà sale, qua cái ngày sale mới ship cho tôi, tính full giá luôn. Không thể cho tôi giảm giá luôn. Thì tôi mới bảo là thôi cái công việc của ông này rồi sớm muộn gì phá sản, y như rằng một tháng sau phá sản luôn. Y như rằng một tháng sau phá sản luôn. Tôi không nói điêu. Xong nhá, mọi người nhá. Đến lúc mà phá sản xong, đến lúc mà phá sản xong ấy, thì mang gọi tôi lên, gọi tôi lên trên cái công ty ấy. Cái công ty ấy gọi tôi lên, đồng hồ Apple Watch này có mang về cho các em đeo không? Như hãng luôn. Về dùng 3 ngày hỏng. Vớ nói mang tiếng này liên quan tới tôi không đa hàng chất lượng thế, 11 led tôi thề luôn, nhịp tim cái từ đó này, mầm luôn. Riêng ai cho con Vân này không biết nói điêu. Thôi bà. 3 ngày sau hỏng. Còn tai nghe của bố ấy bảo là tai nghe xịn đúng không? Thì ok được, cái tai nghe hàng mẫu của ông ấy thì ông ấy dùng nghe rất là hay. Riêng tôi chốt mua 3 cái tai nghe, tất cả đều hỏng hết bên trái. Nghe được đúng một bên. Tôi không biết, nhưng tôi nghe được đúng một bên. Nhưng tôi không hiểu là sao. Tôi không hiểu vì sao. Hay là vì biết là tôi với cả ông Long này đang thích nhau rồi, cho nên là toàn nhét cho tôi hàng lỗi. Tôi mua 3 cái tai nghe để tôi tặng. Nào là tặng em, tặng anh, tặng chị tôi. 5 bộ tai nghe đều hỏng ở bên tay trái, chỉ nghe được đúng một bên. Thì tôi không hiểu bố bán cho tôi cái tai nghe kiểu gì. Mà trong khi đấy tất cả mọi người, đều bảo là tai nghe của anh Long nghe ok lắm. Cuối cùng toàn cho tôi hàng lỗi. Không hiểu sao. Nhân viên của anh ấy rất là nhờn. Mình nói thẳng luôn, mình chưa bao giờ mình thấy một ai mà quản lý nhân viên như anh Long. Anh Long anh ấy quản lý nhân viên rất là nhờn. Có ai đời nhân viên nhá, trong giờ làm việc bật nhạc Vina Hay lên xong tay cứ như này, xong kiểu chém chuối như này không? Không một ai. Cộng thêm với cả là gì nhở, ví dụ ông anh like ấy, ông ấy ví dụ mà ông này ông ấy bảo là like, khi mà ông ấy ăn, ông ấy bảo là làm live stream ấy, mình lên mình thấy các em quần áo không chuẩn bị ra cho anh vẫn vứt nguyên ra sàn, nhầu nhúm luôn, chả làm. Xong rồi là đến lúc là ông anh này còn có cái vụ anh Long toàn cho nhân viên ngủ cùng mà, và ngủ là phải ôm, phải chặn anh ý, phải đè anh ý anh mới ngủ được. Như sao ông ôm ngáo chả thế nữa. Không cùng thì trách nhiệm yêu bạn một mình tao. Anh đang nuôi tóc dài. Anh mở lại công ty đi anh ơi. Rồi công ty lắm, công ty tầm này ra đi đấy em ạ. Công ty gì tầm này nữa à? Nói chung là cái đợt mà mình mở thế gọi là công ty cho ai thôi. Không buôn bán thì mà chơi nhiều. Đợt đấy anh Long anh ý hay nhiều. Tất mai mua nhá, Dương Minh Đức nhá. Mai mình mở được cái giới hạn thì mọi người mua thoải mái, hôm nay quá mất giới hạn. Thì đấy, cứ kể lại cho mọi người biết. Anh ghim gì đấy? Tôi kể cho mọi người nghe nhá. Đã có ai ở đây? Ông nào đi làm con rể ấy? Đã ai ở đây nhá? Gọi điện cho mẹ vợ lúc 10 giờ đêm hỏi mẹ ơi bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi nói thật, tôi chưa từng thấy một thằng con rể nào vớ vẩn cái kiểu này. Thật, tự nhiên gọi điện cho mẹ tôi đang tắm, mẹ tôi phi ra ngoài. Mẹ tôi bảo là tao tưởng là chúng mày có chuyện gì, có việc gì. Tự nhiên ông bảo mẹ, bây giờ là mấy giờ? Thế xong mẹ tôi gọi điện cho tôi mà mẹ tôi bảo là Vân ơi Vân, thế cái thằng chồng của mày nó có vấn đề gì không hả mày? Xong tự nhiên nó gọi điện cho tao, xong rồi tao bảo nó có chuyện gì hay là chúng mày có chuyện gì, xong rồi nó không dám nói. Mẹ tôi là tưởng hai đứa cãi nhau, sao ông Long ông gọi điện ông mách. Nhưng mà không phải. Thế xong hôm đấy tôi phải mất hơi bị nhiều công để tôi đính chính với mẹ tôi luôn, tại vì mẹ tôi cứ đinh ninh là hai đứa cãi nhau. Bảo chắc chắn thằng Long nó gọi điện cho tao 10 giờ đêm mà chỉ có chúng mày cãi nhau hay có vấn đề gì thôi. Chứ làm sao mà có chuyện không có chuyện gì được. Chứ 10 giờ đêm gọi cho tao, tao đang tắm, tao phải chạy ra để tao nghe máy. Nó cứ gọi đi gọi lại bao nhiêu lần, gọi bao nhiêu cuộc như thế. Đến lúc mà mẹ tôi gọi nghe máy mà, mẹ ơi bây giờ là mấy giờ rồi hả mẹ? Mẹ tôi bảo là thế thằng chồng mày nó có vấn đề về đầu óc không? Nó bị có bị dở hơi không? Nó gọi điện cho tao, nó hỏi là đấy là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Thế là mẹ cứ tưởng là hai đứa cãi nhau ấy. Chứ không bây giờ tự nhiên kiểu cứ có, tôi thề mọi người luôn. Tôi bảo ông ý nhiều khi ấy,
đi ra ngoài đường ấy, ông mà cứ nói những cái câu đấy, người ta bảo ông bị dở hơi ấy. Lúc nào ông, mày chuẩn bị xem tao nhá, sự trở lại của tao, nó gọi là kinh điển luôn, của thằng sự trở lại. Xong nhá, à hôm nay tự nhiên vắt tay lên trán kêu này, tao sẽ tập hợp, tao sẽ dành dụm hết tất cả những kỹ năng của tao. Từ ngày mà tao biết làm clip cho đến bây giờ, tao chuẩn bị comeback rồi, tao chuẩn bị trở lại rồi, sự trở lại của tao sẽ đầy ngoạn mục luôn. Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy cái sự kiêu hãnh của Long Sen. Ôi, tôi thề luôn. Điên à? Nói nghe quá đáng. Nào thế, người thế anh bảo là không phải đi, anh thề đi. Thì đấy. Thế anh thề, anh không nói câu đấy đi đã. Sự trở lại đầy kiêu hãnh thôi. Thôi anh thề đi, anh thề anh bảo là nào. Chỉ còn là sự trở lại đầy kiêu hãnh thôi. Thôi đừng có bảo là sự trở lại đầy kiêu hãnh đi. Tự luyến, đấy là tự luyến đấy mọi người. Đấy là tự luyến nha. À. Xong mọi người nhá. Lúc mà bọn tôi lên cái kế hoạch đám cưới ấy, thì tôi có bảo là chồng ơi, trong cái kế hoạch đám cưới của hai vợ chồng mình là nó có một cái điệu nhảy first dance của hai vợ chồng ấy. Nó gọi là cái điệu nhảy đầu tiên của cô dâu chú rể với tư cách là vợ và chồng để ra nhảy và chào mọi người khiêu vũ. Thế lúc đầu bố chối đây đẩy ra, bố bảo là thôi mẹ, bố hay có kiểu thôi mẹ. Mày bị điên à? Thôi tao không biết diễn cái kiểu đấy đâu. Vãi cả trưởng, tự nhiên tao đang trông men lì như này bảo tao đi lên khiêu vũ với cái nhảy lắm bắt đa. Thế mình bảo là thôi chồng ơi, cái này là kiểu tiểu tổ chức kiểu tiệc Tây ấy. Tổ chức kiểu tiệc Tây thì thôi, chồng chiều vợ một lần đi, lên khiêu vũ kiểu các thứ này kia. Mình tưởng bố ấy ngại. Ngày hôm sau bố đi khoe cả họ, cháu chuẩn bị đến cái ngày cưới của cháu, cháu lên cháu nhảy một điệu khiêu vũ đấy. Thế mà nói chuyện này, đây, chồng quay cái mặt chồng vào đây đi. Cho mọi người nhìn. Đây. Gì? Không lại bảo là vợ nói điêu buffet. Đây. Đây. Lúc đầu thì chối đây đẩy ra, mày bị dồ à, mày nghĩ tao là cái gì mà tao đi lên tao khiêu vũ được, tao nghĩ tao ngại. Ngày hôm sau đi, cái hôm dỗ ông ấy, đi khoe cả họ luôn. Ơi, cháu chuẩn bị nhá, cháu thuê hết, kịch bản hết, cháu khiêu vũ, cháu lên trông cháu như giai ý luôn. Lúc nào cũng tự bảo mình là trông con như giai ý với ở như này kia. Đấy, anh Long chuyên ra rổ giá mà mọi người. Nhưng mà đến ngày hôm sau đi khoe cả họ mà. Là chuẩn bị đi khiêu vũ mà. Thẹn chứ xong thẹn. Đó, như này cho nó dễ nhìn. Sao da mặt chị đỏ vậy á? À, chị đang điều trị. Chị đang trẻ hóa lại da để đến hôm tới, đến cái hôm cưới cho nó căng bóng. Sống thật với lòng mình đi anh Long. Đấy. Anh sống thật với lòng mình đi, thật sự luôn, đừng bao giờ nói những cái gì mà kiểu nó bị vống lên. Cả ông ấy hay bảo là ông bảo tôi là cái gì? Sáng nào dậy cũng hát nha mọi người. Sáng nào dậy cũng hát. Xong rồi bảo là tiếng hát của tao mà cất lên thì khác gì tài tử. Xong tôi bảo là em xin anh đến hôm cưới anh đừng hát. Con này mày chỉ biết là ghen tị với giọng hát của tao. Mày sợ tao cất giọng lên một cái là mọi người hâm mộ tao với cả mọi người thích tao thế này thế nào. Tôi thật mọi người, tôi không biết là bố Long này. Đấy. Nhưng mọi người, ông Long có mị ngọng mọi người. Qua đêm nay ông ấy hát toàn qua đêm lay thôi. Xong đến hôm cưới tự nhiên cứ hát bài qua đêm lay ngại vãi trưởng ra. Qua đêm nay. Kể chuyện chị Vân đi ạ kìa. Chồng kể đi. Không bao giờ kể chuyện về vợ. Chồng đừng tên Long Bựa đi. Anh chị gặp nhau như nào? Rồi em câu chuyện mà anh chị gặp nhau thế mày không nghe kể cách đây vậy? Năm rồi, thế mà em không nghe. Nhưng mà thôi, để hôm khác kể. Chứ bây giờ kể nhiều câu chuyện quá, nó dồn một lúc không hay mọi người ạ. Nó phải giãn giãn ra, nó phải không? Giãn giãn ra. Để hôm nào mình kể được. Bây giờ đến giờ đi xem Ukraine với cả Nga rồi. Em đố anh Thơm chị một cái kìa. Thôi. Hát bài đi. Rồi là chúng ta chia tay mọi người. Qua đêm nay sầm sổ sẽ về với mày. À, dậy đi. Giật cho mình.
Thôi mà chào mọi người nhá. Bây giờ mình ra bên kia mình check inbox nữa. Rồi ví dụ mà nếu mà qua 12 giờ mà mình chưa buồn ngủ, mà mình chưa ngủ thì mình sẽ like mình vào cho anh em mua lốt tất với cả ship nhá. Ship mới về 120.000 5 chiếc. Free ship. Cộng thêm là ship 5 màu, lần này không có đỏ, không có xanh, không có trắng nhá, mà chỉ có màu 2, chỉ có màu tím, 2 màu tím than này, 2 màu đen và 1 màu ghi. Anh em mặc thoải mái luôn. Đến giờ hai vợ chồng đấu tranh độc lập rồi thôi. Còn tất thì sẽ là 120.000 10 đôi nhá. Chất ok luôn. Qua 12 giờ nếu mình chưa buồn ngủ thì mình like nhé mọi người nhá. Thôi nhá, bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.